Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Video này hướng dẫn trả lời câu hỏi của một bạn ở trên kênh của mình. Các bạn biết là mình rất là nhiệt tình khi mình trả lời các bạn. Đây là câu hỏi của bạn Trần Ngọc Diệp nhé. Bạn hướng dẫn làm video nhanh dần và chậm dần được không bạn? Trong Filmora. Ok, rất là dễ. Ok, ở đây là trong Filmora của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ đưa cái clip mình xuống, đặt trong timeline để mình xóa hết các cái track trống. Trước tiên mình sẽ cho tắt tiếng đi, tại vì tua nhanh tua chậm mà để tiếng thì nó éo éo nghe khó chịu. Để mà làm hiệu ứng là clip nó sẽ nhanh dần nhé, từ 0.1 đến 10 lần chẳng hạn, thì các bạn chọn vào cái tính năng này nhé, speed nhé, chọn là speed ramping nhé. Sau bạn chọn customize. Sau khi chọn customize, bạn giảm cái ở đầu ấy, cái ở đầu nó là cái tốc độ bắt đầu ấy, chính là đầu clip của bạn ấy, bạn muốn nó chậm từ chậm đến nhanh đúng không? Đây speed bây giờ nó là 0.1 này, xong rồi bạn xóa hết những cái, xóa hết ba cái ở giữa đi, nhưng mà kéo cái ở cuối này, cái ở cuối chính là cuối clip của bạn. Bạn xóa cái này đi, chọn nó vào sau bạn nhấn dấu trừ này nhé. Xóa mấy cái ở giữa đi để cho nó chỉ có một đường thôi, từ chậm đến nhanh thôi. Đây là ok, đây là làm clip kiểu từ chậm đến nhanh, kích vào ok. Sau khi kích vào ok rồi ấy, thì các bạn nhớ ấn render cái timeline nhé. Render cái timeline trước để cho nó mượt đã. Mình sẽ render đã, xong bắt đầu mình play cho các bạn xem. Clip đi từ 0.1 lên đến 10 lần. Không hiểu hiệu ứng này thì tạo được ứng dụng được cái gì. Anyway kệ, bạn ấy hỏi thì trả lời thôi. Ok, đây là cái clip từ chậm đến nhanh. Play. Chậm nhưng 0.1 thôi. Bắt đầu. Đấy là chậm đến nhanh. Còn nhanh đến chậm bạn làm ngược lại. Bạn vẫn chọn được clip. Các bạn nhấn vào cái speed này, speed ramping này. Bây giờ bạn không để cái này ở trên 10x nữa, bạn kéo nó xuống 0.1. Sau đó bạn kéo cái 0.1 này lên 10, kích vào OK. Thì nó sẽ ra rồi cái clip từ nhanh, tức là nhanh tốc độ 10x xuống 0.1. Thực ra 10x với 0.1 ấy, nó là cái giới hạn tốc độ của Filmora. Thì bạn chỉ tăng giảm thế được thôi. Thế còn bạn muốn nhanh nữa hoặc là giảm nữa thì các bạn phải xuất cái này ra, sau đó bạn lại đưa vào lại, lại dùng speed ramping thì nó mới giảm tiếp được. OK. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Bye bye.